Vâng, tiếc quá rồi đó. Có khi cầu anh ở đây thì anh nhà. Anh ơi, bây giờ là Thank you.
xếp các thứ lên là với đội anh thì phải trung béo trước Khôi Giang, anh phải sau Trung Thu để cái đầu úp lại để sau Trung Thu. Gọi ông Cường này không nhận ra anh à, biết mà biết nhưng mà không thân thôi. Cường này thì thân với Hoàn nhiều hơn. Quá tuyệt vời. Ông Cường này nhiều tuổi chứ nhỉ? Năm nay bằng tuổi anh. À. Cũng, đợt đấy nhưng mà đợt là ông ấy làm bên quân đội hay gì đúng không? Đúng, ông ấy ở đây nghe ông Tịnh nhá, bán ác quy mà là lúc ông Tịnh là ông chuyển sang thầy thuốc viết nhiều ấy thì là ông ấy về thế là Tây ông bắt đầu là cũng mở lớp mà viết cũng được. À đấy. Ông em trai à? Cháu à, cháu em à? Trai ông Tịnh là tài có hai